Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo ông Trần Trung Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Hưng cho hay, khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 5, trước khi trời chuyển mưa trên khu vực biển Hà Già, thôn Hà Già, xã Vạn Hưng đã bất ngờ xuất hiện vòi rồng. Trong cơn rông, cột vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển, cách bờ khoảng hơn 500 mét vòi rồng đi nhanh chừng 3 đến 4 phút. Thời điểm này khu biển Hà Gia thủy triều đã rút, ngay khi vòi rồng quét qua với tốc độ nhanh đã làm chao đảo và lật một thuyền đánh cá của ngư dân. Ông Thông cho biết tàu bị lật sang một bên do chiều thấp nên nước không vào khoang nhiều, chủ tàu và ngư dân sau đó đã cùng nhau kéo ngược lên lại. Một số ghe thuyền thúng bị vòi rồng quét qua cũng bị va đập vào nhau, không có thiệt hại về người. Ngay sau đó, hàng trăm người hiếu kỳ đã dùng điện thoại để quay lại sự xuất hiện kỳ lạ này là người trực tiếp quay video, chị Thúy Diễm, người dân thôn Hà Già, xã Vạn Hưng kể lại, nhà chị nhìn ra sát mặt biển, khoảng 15 giờ 40 phút, bầu trời có nhiều mây sắp chuyển mưa thì xuất hiện vòi rồng. Theo chị Diễm, vòi rồng trắng xóa, rất cao, nối từ trên trời xuống mặt biển và xoáy rất mạnh. Khi vòi rồng quét qua, làm lật một chiếc thuyền của dì chị, vòi rồng lướt nhanh làm nhiều ghe, thuyền thúng gần bờ cũng bị hất tung và đập vào nhau. Nhiều người chứng kiến có một phen khiếp vía đến sát bờ gần nhà dân thì vòi rồng cũng tự tan, sau đó là trận mưa lớn như chút nước. Chị Diễm cho hay, đây không phải là lần đầu tiên chị nhìn thấy vòi rồng. Khoảng 2 đến 3 năm trước, chị cũng đã thấy hiện tượng vòi rồng ở khu vực biển Hà Gia, nhưng ở ngoài khơi và không vào sâu trong đất liền. Về con tàu bị lật của gia đình người dì chị Diễm, hiện đang kiểm tra máy móc, thành thuyền vì nước tràn vào có nguy cơ gây hỏng máy, gãy đổ một số phần trên thuyền. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của hiệu ứng Enino tại Khánh Hòa, lượng mưa nhiều nơi thiếu hụt so với nhiều năm cùng kỳ. Đồng thời từ cuối tháng 4, nắng nóng có thể xảy ra cục bộ ở phía Nam tỉnh, sau đó mở rộng sang phía Tây và phía Bắc tỉnh trong tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 8. Nhiệt độ trung bình các nơi cao hơn so với cùng kỳ từ 1 đến 2 độ C. Ngoài ra còn có các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc, mưa đá, nguy cơ xảy ra cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô giải thích về hiện tượng vòi rồng theo đài khí tượng thủy văn quốc gia đây là một hiện tượng khí tượng tự nhiên hình thành khi trong bầu khí quyển có những xáo trộn không khí mạnh thường xuất hiện trong các cơn rồng mạnh hoặc trước khi bão xuất hiện vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy với gió xoáy rất mạnh có đường kính rất nhỏ hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích tạo thành hình như cái phễu di động trông giống như cái vòi trên đường di chuyển vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy mọi thứ kể cả những nhà gạch xây không kiên cố nên đây cũng là hiện tượng khí tượng nguy hiểm. Trưa 21 tháng 5, hơn 7 tiếng sau sự cố, anh Cường, 37 tuổi, tài xế trung chuyển khách của nhà xe Hạnh Cà Phê vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc lũ cát tràn xuống đường khiến mình suýt mất mạng. Đêm hôm xảy ra vụ việc, anh được giao lái ô tô 16 chỗ trực ở gần chợ Mũ Né để chở khách về văn phòng công ty, sau đó chuyển sang xe lớn chạy vào Sài Gòn. Khoảng 2 giờ, Tài xế Cường nhận điện thoại công ty báo xe dừng nằm chở khách vừa xuất bến mũi né bị mắc lầy do cát tràn xuống trước nhà hàng Viễn Phương cách văn phòng công ty gần 2km. Công ty yêu cầu anh tới đây để đón khách. Lúc vừa chạy qua nhà hàng làng trài mũi né trên đường Huỳnh Thúc Kháng cách điểm đón khách hơn 200m. Anh thấy phía trước có nước từ trên đồi cao chảy xuống tràn qua đường song xe vẫn chạy qua được. Tuy nhiên khi ô tô đi qua chừng 100m anh nghe tiếng động lớn như nước gãy ở phía trên đồi lũ cát đổ xuống ao ạt tài xế đạp ga mạnh để xe vượt qua nhưng không kịp, bùn cát ngập lên cao rồi vui lấp khiến ô tô không thể nhích thêm. Thấy điều không lành, tài xế Cường nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe, anh tính đi bộ tìm cách thoát, xong khu vực ngập cát, anh phải di chuyển chậm từng chút một. Khi lội được một đoạn, thêm đợt lũ cát ở trên đồi tràn xuống, vui đến ngực và đẩy tài xế trôi xa hơn 20 mét. Anh cố gắng bám vào thanh rào sắt sát bên đường, gượng dậy, bò vào chỗ có bê tông và cố hết sức vượt qua khỏi vũng bùn. Anh Cường kể rằng lúc đó anh nghĩ cố gắng bám vào vật gì để thoát ra ngoài, chứ nằm ở đó lũ cát vùi lên ngạt thở thì khó qua khỏi và cho biết một số người đi xe máy qua đây cũng bị bùn vùi lấp, bỏ chạy thoát kịp. Theo thông tin ban đầu, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 tháng 5 đến dạng sáng 21 tháng 5. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né với lực chảy mạnh. Bà Diệp Thị Hạnh, chủ tiệm tạp hóa kề đường Nguyễn Đình Triều kể, gần 3 giờ, nước lũ tràn xuống trước nhà. Bà và người con gái bị tật nghe tiếng động, mở cửa ra thấy nước bao quanh nhà. Người phụ nữ chỉ biết bế nhanh con gái, đưa cha già gửi vào nhà người thân ở trong hẻm. Bà Hạnh cho biết mình ở đây từ xưa giờ, chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Ở sâu hơn bên trong con hẻm, ông Diệp Thanh Hùng, 52 tuổi, cho biết lũ cát vùi lấp hơn chục xe máy của gia đình và hàng xóm. Hiện, hai xe nằm sâu trong cát, chưa đào lên được. Theo ông Hùng, gia đình ông ở đây hơn 100 năm, qua nhiều thế hệ và chưa từng chứng kiến cảnh lũ cát đổ về dữ dội như vậy. Ông Hùng cho rằng có thể trên đồi xây quá nhiều công trình, nước không có chỗ thoát nên tràn xuống khu vực nhà dân. Ông Hùng kiến nghị chúng tôi mong chính quyền địa phương có giải pháp lâu dài để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ngoài nhà dân, nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ du khách ven đường kề biển Hàm Tiến Mũi Né cũng bị ảnh hưởng do trận lũ cát này. Thống kê ban đầu, một ô tô 16 chỗ và 4 xe máy bị cát vùi hai nhà hàng bị cát tràn vào, gây hư hỏng hệ thống máy phát điện, máy lạnh. Một số nhà hàng phải hủy khách đặt tiệc do không kịp dọn dẹp để phục vụ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với các phòng ban chức năng đã xuống hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục. Lực lượng được điều động gồm 10 xe tải, 5 xe xúc, 5 xe múc, 200 lao động tiến hành dọn dẹp. Hiện hai điểm bị cát tràn trên đường ở phường Hàm Tiến, mũi né với chiều dài gần 700 mét đã tạm thời thông xe. Lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp vệ sinh dọc lề đường, thống kê để có hướng hỗ trợ cơ sở du lịch, nhà dân bị ảnh hưởng. Trưa ngày 21 tháng 5 tại Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội xuất hiện vầng sáng quanh mặt trời, hiện tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người tranh thủ check-in cùng hiện tượng lạ. Là... Chị Bảo Chi ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, chị đang bán hàng thì thấy mọi người chạy ra bên ngoài và cùng ngước lên bầu trời chụp ảnh. Nhìn lên, chị thấy một quần sáng lớn nhiều màu sắc bao quanh mặt trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Chị Chi cho biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng kỳ ảo như vậy. Rất may tôi chứng kiến được khoảnh khắc này và lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp. Đại diện Đài khí tượng Thủy Văn thành phố Hải Phòng cho biết, đây là hiện tượng cuồng mặt trời. Hiện tượng quang học này xuất hiện rõ nhất lúc 11 giờ. Chuyên gia nói, cuồng mặt trời là những vòng ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Hiện tượng này thường xuất hiện khi có một lớp mây ti mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra cuồng mặt trời. Người dân tại một số khu vực ở Đồng Nai cũng được chiêm ngưỡng hiện tượng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Trước đó chiều ngày 12 tháng 5, đám mây hình cầu vồng nhiều màu xuất hiện trên bầu trời phía tây thành phố Hồ Chí Minh. Đám mây duy trì trong vòng 1 giờ sau đó tan biến khi mặt trời lặn. Chuyên gia khí tượng cho biết, đó là hiện tượng mây ngũ sắc trong khí tượng xếp vào loại hào quang. Hiện tượng này xảy ra lúc có sự nhiễu xạ khiến các hạt mây hoặc những tinh thể băng kích thước nhỏ cấu trúc riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Các tinh thể băng lớn hơn không tạo ra ngũ sắc nhưng có thể gây ra hào quang do sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh, tỉnh Phú Yên làm gián đoạn chạy tàu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR đã thực hiện phương án chuyển tải hành khách của 12 đoàn tàu bằng ô tô giữa hai ga La Hai và Tuy Hòa để hành khách tiếp tục đi tàu. Lãnh đạo VNR cho hay, số lượng hành khách cần chuyển tải của 12 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, ga Hà Nội từ ngày 20, 21 tháng 5 là gần 2.700 người. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, các đơn vị đường sắt đã thực hiện chuyển tải những hành khách đầu tiên. Trong thời gian chờ đợi chuyển tải, ngành đường sắt sẽ phục vụ miễn phí nước uống và suất ăn cho hành khách. Bên cạnh đó, VNR bãi bỏ kế hoạch chạy tàu SE9 xuất phát tại ga Hà Nội ngày 22 tháng 5. Bãi bỏ kế hoạch chạy tàu SE10 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 22 tháng 5. VNR yêu cầu các công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn thông báo cho khách biết việc gián đoạn chạy tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh do sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh và điều chỉnh phương án bán vé phù hợp, tổ chức đổi hoặc trả vé khi hành khách có yêu cầu. Trước đó vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 21 tháng 5, trong quá trình thi công gia cố hầm Chí Thạnh, km 1.168 cộng 700 tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra sự cố sạt lở trong hầm, cách cửa hầm phía bắc khoảng 160m. Sự cố khiến đất đá lấp kín bề ngang hầm, buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và ga Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trước khi xảy ra sự cố, trong những ngày gần đây, trong phạm vi đường sắt giữa hai ga La Hai, Chí Thạnh thường xuyên có mưa. Sau khi xảy ra sự cố, VNR đã chỉ đạo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 và công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh điều động nhân lực, thiết bị, hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công giải quyết sự cố. Đến chiều tối cùng ngày, lãnh đạo VNR cho biết tình hình sạt lở hầm Chí Thạnh vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa xác định được mức độ hậu quả của sự cố và vẫn phải phong tỏa đường sắt giữa hai ga La Hai, Chí Thạnh để khắc phục cứu chữa.